Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập nỗi ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Và Ngài đến, Ngài sẽ bắt lỗi thế gian. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử, về tội vì họ không tin vào Ta, về sự công chính vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa, về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Suy niệm. Bối cảnh của bài tin mừng hôm nay, chỉ còn ít giờ nữa, Chúa Giêsu sẽ bước vào cuộc khổ nạn, dẫn đưa Người tới thập giá. Chính vì thế, để các tông đồ đỡ lo sợ, Chúa Giêsu nói rõ về ý nghĩa, về cái chết của Người, chỉ là sự đến cùng Chúa Cha, Đấng đã sai Người. Cho nên, các ông đừng quá lo lắng sợ hãi. Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy. Lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Tại sao? Vì trong thời gian hiện diện trong xác phàm, Chúa Giêsu bị giới hạn trong những điều kiện của vật chất, thời gian và không gian. Sự hiện diện này đối với chúng ta thì không có gì bất tiện, nhưng đối với Chúa Giêsu thì vô cùng bất lợi, vì bị bó hẹp, giới hạn, không thể làm nhiều việc cùng một lúc như Người muốn. Chính vì thế, Người cần phải vượt qua những giới hạn của sự hiện diện bằng nhân tính mà bước sang sự hiện diện bằng thần tính, để có thể làm mọi việc như ý Người muốn. Vì thế Người nói, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không đi, thì Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Đấng Bảo Trợ đây là Chúa Thánh Thần, cũng có thể hiểu là sự hiện diện khác của Chúa Giêsu phục sinh. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng đã không tin vào Thầy, vì bản chất của tội là từ chối tin vào Đức Kitô. Về sự công chính vì Thầy về cùng Chúa Cha, và tin mừng Gioan đã minh chứng về Đức Giêsu là Người công chính, chết toàn thây, không một cái xương nào bị gãy. Về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian đã bị xét xử. Vâng, thế gian từ chối Đức Kitô là từ chối đón nhận ơn tha thứ, từ chối đi vào con đường giải thoát để tiếp tục đi theo con đường đã bị luật phạt từ thuở Adam, Eva phạm tội tổ tông. Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng cho chúng con biết tội lỗi là từ chối Thiên Chúa, là từ khước sự sống công chính của Chúa, để chúng con không bị xét xử trước tòa Chúa.